Chương trình Bà Nguyễn Hòa xin kính chào quý vị. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hôm nay Hồng Vân và Quyền Linh rất là vui gặp lại quý vị trong ngày hôm nay. Và không đợi chờ lâu nữa, Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Xin mời. À, em hơi lì. Không lì thì về em dạy lại. Về em dạy lại. Rồi. Mặc dù em bé nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta quyết định bỏ mình rồi, tới giờ mới ra vậy. Tại vì bất trị quá đúng không? Nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Mời nhà trai. Rồi, làm trai. Dạ. Yeah. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Và em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. À. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận rồi, dạ. Về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì em hơi lì. Nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được. Nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ nè. Mà chê lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Dạ. Em nghe em sợ không em? Không lì thì về em dạy lại. Về em dạy lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi, thấu hiểu á chị. Mặc dù em bé nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ, kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Có chỉ tiết thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Thấy em thương. Chị thấy em ngoan vậy chắc không dạy đúng nổi rồi. Em thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi đời kia nữa mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi, khó lắm. Mấy cô nói nghe nè chị ơi. Dạ. Chị em còn chưa nhớ tên anh chị. Dạ. Chị á, em chị á. Ủa, anh nghe thấy tên chị là em biết rồi, bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ chị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra vậy. Ồ, tại vì bất trị quá đúng không? Ừ. Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì trơn, ta khóc không? Có nhường cho xỉu luôn. Khóc với xỉu thì em ngồi coi tivi. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? Hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói vậy nè, bàn tay bàn chân đếm là gần hết. Bởi vì thực ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cái tới thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là cái không khí nó ngột ngạt. Và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thực ra rất là khó. Thực ra là đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì
người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là gì chuyện là đó. Như vậy thực ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đên rồi đúng không? Ừ. Qua đây, đi qua đây nè, nhanh lên. Đây là, cô bé rất là mong manh. Trời ơi, cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Là trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á, là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà. Tại vì khi mà gặp nhau, kiểu anh đó không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là... Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Suy nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á, hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em có, em cảm giác là em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Dạ. Dạ. Là có những cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao không? Anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á, là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra, cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thì mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Bây giờ mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Bị ế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là em... Ý anh là hiếu thảo là vậy đó, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải cứ mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân, anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không. Dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bên đàn gái đi với ai? Em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột. Thì dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn.
À, chứ không hợp bác sĩ trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ trị nữa. Em nó hay nói anh Đức Dù Lớn Xong nó xài từ an toàn á, cái từ đó không có tích cực lắm đâu. Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển. Giờ đó an toàn là sao, an toàn sao này kỳ quá, nói vậy thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Vân thấy mở rào được rồi đó, cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Yeah. Bắt đầu đi. Cái này là quà. Dạ. Yeah. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ủa, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp ở đây. Ở trong, anh mở ra. Ôi cha, cái này cũng giống em lắm nên. Đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. À, cảm ơn em. Anh thì coi là có một cái quán cà phê, món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á. Thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểm món quà của anh. Nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì hết trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ cách rất là văn chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè, thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn. Okay. Rồi, hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. Ok. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị khớp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện... Với lại là ở nhà, kiểu như em ở trọ, 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Thì với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em. Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Ừ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Dạ. Sao? Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ, bé em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao anh cũng nhường hết. Anh nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi. Tí, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. À mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin, nhưng anh hỏi để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì
em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá, phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình, thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người, nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu, có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2-3 căn hộ. Dạ em không phải làm sale sao? Anh hả? Em là marketing thôi. À như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ ví dụ vậy. À thật ra là em cũng là người độc lập, khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em, có nghĩa là em sẽ tự lo được. Ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À thì đúng là như vậy đâu, cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị đó cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. À, thật ra là anh muốn tự đàn nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh rung quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể đó nắm tay bài... tùy theo cảm xúc nha em. Chớ là quên lời sao ta? Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Sắp rồi. Đã có phút trong bóng tay giấc mơ về em, có lẽ mắt đó kia anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương, em đã xa rồi không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn tay em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em, vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra khi em xa anh, vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây, dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, hãy đến với anh một lần ôi, hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No. Hãy đến với anh một lần thôi, và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau. Anh hát hay không? Hay ha. Bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em đã từng tham gia Việt Nam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Rồi. Thật sự là nói thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Dạ. Ừ, em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh. Thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Mỗi bạn sẽ nhận được một liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn nâng tông trắng da, tăng sinh collagen, trẻ hóa tế bào, đặc biệt giải quyết dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Tặng mỗi bạn một bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Rồi, chúc hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ha. Rồi. Ngoại hình thì cao hơn em chút ạ. Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói thì đâu nguyên đầu chậm cũng được. Mẫu hình của em thì cũng dễ chịu, không có gọi là khắt khe quá đâu. Sống có tình cảm, sống thị chung và có trách nhiệm với gia đình là... Chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất tiếc. Và chắc chắn là trên sóng truyền hình có nhiều người sẽ hợp với người này và hợp với người kia. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Rồi, xin mời nhà gái. Đây đây em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi, chào, xin chào bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi, bạn gái em giới thiệu về mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ. Rồi, mời em trai ơi. Dạ, em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 35 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Long? Ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt, biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Còn cái điểm yếu của em thì em hay hơi nóng tính, hay tin tưởng người quá. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cọc tính. Gái mặt cọc tính vậy hả? Cọc là cọc cỡ nào? Cọc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ, quen được 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Là thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Bên em có mấy mối tình? Dạ em thì có 3-4 mối tình rồi. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. Xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Có chút ạ. Trong phạm vi cho phép thôi. Phải ghen cho nó có gia vị của tình yêu ha. Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em chút ạ. Cao hơn trên mét 7 ạ. Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Đúng ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đâu nguyên đầu chọc cũng được. Khó cái vui quá. Rồi đó nha. Phải qua cản khó liền à. Có cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta. Nghĩ sao mà vừa móng mà vừa hô được không? Chào em,
Chấp nhận cạo đúng không? Cạo rồi đẹp trai đúng không? Giống Phan Đình Tùng ạ. À, mẫu người lý tưởng là Phan Tùng dạ, đúng không? Mẫu người là lý tưởng là anh Quỳnh Linh ạ. À. Mẫu người lý tưởng là anh Quỳnh Linh. Đó là có chút. Chung. Hói cạo luôn đi, cạo đầu đi. Anh có hói không? Coi có hói không nè. Anh hài hòa không đẹp, không hói. Em giống anh không? Mẫu hình của em thì cũng dễ chịu lắm, không có gọi là khắt khe quá đâu. Em thì cứ một người con gái gọi là sống có tình cảm, sống thủy chung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Chung là cao 1 mét, từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 ạ. Hơn luôn. Nói chứ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai anh chị tham gia chương trình, khán giả trong trường quay. Nói chung là em cũng chưa yêu nhiều nên cũng chưa đánh giá được gì nhiều. Nhưng mà em thấy chị này hiền và đẹp, hợp anh Long ơi. Gặp em nhấn đúng không? Dạ nhấn. Nghe vậy là hiểu à ha, hiểu à ha. Em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và bạn thân ạ. Kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Kính chào cháu trai trên kia, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Nói về khuyết điểm con gái thôi thì trước mắt là tôi nói cái khuyết điểm trước. Cháu là làm người chậm, tính cộc tính. Còn về ưu điểm, cháu hiền lành, hiếu với cha mẹ, cẩn thận, tính gọn gàng. Còn riêng cháu trai thì chú nhận xét như thế này. Đối với chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phú ạ. Chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái, là cháu Hằng là con gái đầu của chú. Nếu hai con mà có duyên với nhau thì cho một cơ hội để bấm nút, thế thôi. Rồi. Xin chào chương trình. Rồi. Cảm ơn bố. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Trời. Em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em? Dạ em cũng có món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em. Con mở quà đi cưng. Bỏ phố hình tranh thuê. Cái này thì em mới thuê được 50% thôi, nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em phải thuê tiếp phần còn lại. Ok, cảm ơn em nhiều. Và anh thấy nó rất là dễ thương. Thôi đưa anh coi anh cất kêu cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ, anh tôi cũng quà tặng. Anh có một cái đồng hồ cũng gửi tặng em, thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Dạ. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để đem tặng cho mình. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Đồng hồ tượng trưng thời gian, và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh ạ. Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mong ước của em, là nhìn anh rất là hiền lành. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao hả? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Đã có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn. Thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều, nhưng mà anh sắp xếp được hết. Một tuần anh có thể thăm em một lần. Anh cũng ở rất là xa, không phải là ở gần đây. Nên nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống tụi anh thăm anh được. Dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Anh làm chủ cái công việc kinh doanh của anh. Dạ đúng rồi. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ thì em cũng đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Bây giờ là mình bước tới cô gái, mình hát bài nào đó. Đó dạ. Đúng rồi. Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em thì anh thật sự là cũng rất là rung động. Và em cũng có một bài hát. Từ khi anh chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi.
Hiện thì em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Em là người hỏi, còn anh là người trả lời. Rồi, em cứ ra câu anh hỏi. Anh ơi. Anh ơi. À, anh có thấy em quen không? Có, là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã có thấy em có quen không? Có, anh có, hình như là anh có một cái gọi là không giác quan nào đó là anh gặp gỡ em từ lúc nào. Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á. Mình nhìn anh giống giống con rể tương lai của mẹ em. Mình nhìn anh giống giống con rể tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Chúng ta để tay mình nút bấm. Thích thì mình bấm, không thích thì không cần bấm. 1 2 3. Đó, tôi nghe hai cái cặp rồi. Yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Xin phép bố mẹ cho hôn em luôn. Dạ, em xin phép gia đình cho hôn bé được cái à. Em đứng hết. Dạ. Rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa bạn gái đi tâm sự đi. Chia sẻ với nhau nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Trong tập này có một cặp không thành công, nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Mỗi cặp đôi có một cảm xúc khác nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và những subscribe. Cảm ơn nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào quý vị.
cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ, con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy, giờ còn đâu. Trời đất ơi, nó khác một trời một vực. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, chú. Mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Sao nữa nè, chàng trai? Phải không thì xin gì được đó. Nhưng mà cũng phải xem coi là nó có hợp lý hay không nữa anh. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.